our high power four channel high density amplifier. This amplifier is really evidence of Crown's commitment to uncompromising design in regards to power and performance in this package. Rồi, Khang Minh xin kính chào toàn thể các bác, toàn thể quý anh em tiếp tục với video giới thiệu hàng Mỹ về trong buổi sáng ngày hôm nay. Và thực sự là ngay lúc này đây, Khang Minh đang có những cái cảm xúc nó rất là hồi hộp đối với hai cái sản phẩm Omnicrown danh giá nhất, cao cấp nhất của hãng, gọi là đỉnh cao về công nghệ trên thế giới rồi. Đó chính là model 4 kênh 4x3500HD. Với tình trạng hàng e-bay Mỹ trở về, hàng demo bên kia, mỗi một con cắm điện có mấy chục giờ thôi. Một con là khoảng trên 47 giờ và một con là khoảng 71-72 giờ. Đấy. Tí nữa chúng ta sẽ xem khám phá check giờ các kiểu trên cái video trên dưới 10 phút trong buổi sáng ngày hôm nay mà Khang Minh demo giới thiệu. Cái màn hình LED này, mọi người cùng xem. Cái vải, cái ni lông nó bọc cái màn hình LED nó vẫn còn nguyên siêu, gần như mới cứng, chỉ thiếu thùng xốp thôi. Thực sự là quá tuyệt vời. 4 kênh. Và những cái thông tin trên trang web của hãng hoặc là những cái video demo giới thiệu đó của Hackman, của tập đoàn của JBL, Hackman cả đồng, kênh 1, kênh 2, kênh 3, kênh 4, đó, một con đã khởi động xong. Tiếp tục con số 2, đây, chúng ta cùng xem sơ qua. Linh kiện bên trong, rồi thì thiết kế các thứ, đó, nội thất. Quá đẳng cấp luôn, dàn tụ bù áp, rồi thì dàn công suất. Đấy. Hoặc là một cái video bên này. Đây. Chúng ta cùng xem sơ qua. Lát nữa chúng ta sẽ xoay quanh hai con Omni. This is a full color touchscreen. Easy to select all the channels on. The glow around the encoder ring and for the buttons changes based on what channel you can select. And so it's really intuitive. Thực sự là trên cả tuyệt vời luôn. Và thông số kỹ thuật bên này. Tí nữa chúng ta sẽ xem luôn. There's some cool shortcuts here, like if you press and hold the encoder knob, it'll mute all four channels at once, and then it's really easy to just go ahead and unmute all of them as well at the same time. Channels can also be viewed larger. If you want to see it in big print, go back to view all. Hãng người ta demo, người ta trai linh, người ta giới thiệu rất là ngắn thôi, khoảng đây, trên dưới 2 phút thôi. Khang Minh sẽ gắn cái đường link này ở bên dưới phần bình luận nhá. Các bác và quý anh em có thể xem. Rồi. Quay lại trang web của hãng này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ check giờ. Chúng ta sẽ xem qua cái thông số kỹ thuật này. Sao anh? Mời tối vào họp. À, dạ. 7 giờ. Họp họ anh. Họp họ để bàn công việc cưới cho cháu. À, 7 giờ nhà anh chị. Ừ, 7 giờ ra nhà. Rồi. Con mẹ con gái à? Con trai, con gái hết rồi. Thế á? Vâng. Ok anh. Còn mỗi tăng út này. Vâng, vâng. Tối em ra 7 giờ. Vâng ạ, vâng ạ. Ôi, gió quá, gió bắc. Rồi, chúng ta tiếp tục. Đầu tiên là xoay quanh đến cái phần thông số kỹ thuật này. Đây. 4 ohm. Nó đạt 4000W trung bình trên một kênh. Thực sự là quá kinh khủng luôn. Và 8 ohm thì nó đạt là 2100W này. 4 ohm bridge đạt 6000W. 8 ohm bridge đạt 7000W. Và 2.7 ohm thì đạt 3800W. Rồi thì 2 ohm đạt 3500W trung bình trên một kênh. Quá tuyệt vời luôn. Kế tiếp, chúng ta sẽ xoay quanh đến cái phần giờ mà từng con Omnicrown nó đã cắm điện từ bên kia trở về.
Và đầu tiên thì mọi người bao quát đến cái phần màn hình LCD. Nó rất là to. Đây, mọi người thấy không? Nó to hơn rất là nhiều so với những con Crown Itech đời đầu hoặc là Crown Itech HD 5000 HD, 9000 HD hoặc là 12000 HD. Nó to vật vã luôn. Đấy. To gấp gấp khoảng 3-4 lần. Và chúng ta check giờ. Melu vào chương trình số 4. Đây. Monitor Melu. Tiếp số 6. Đấy. 73,3 giờ. Thì cái số 3 này nó sẽ chạy từ số 0 cho tới số 9. Bao giờ nó quay lại số 0 tức là nó sẽ nhảy sang 74 giờ. Đấy là con số 1. 4 kênh. Tiếp con số 2 nhá. Melu. Monitor Melu. Tiếp số 6. Đây. Đấy, 48,3 giờ. Thì vừa nãy Khang Minh cắm thì nó rơi vào khoảng 47 phẩy mấy giờ ấy. Thì mấy chục phút một tiếng thì nó sẽ nhảy sang 48 và 73 giờ. Và giá mới của cái model này bên Mỹ hoặc là những cái trang mạng bán hàng bên nước ngoài ấy, chúng ta có thể check nắm được. Giá mới của nó gần 300 triệu một con này. Và giá mà Khang Minh về được thì rẻ hơn khá là nhiều so với giá mới. Mà hàng như mới, chỉ có thiếu cái thùng xốp thôi. Như mới cứng luôn. Gọi là thiếu thùng xốp thôi. Và cái đếp sản xuất thì Khang Minh về được hai con này đời cao chót vót. Chúng ta nắm được là cái model này nó sản xuất vào những năm 2012-2013. Nhưng mà hai con này Khang Minh về được 2020. Đây. Chúng ta xem cái tem, cái đếp ngày tháng sản xuất này. Đấy, phía sau là hai cái quạt gió nó đang hoạt động. 13 tháng 8 2020. Mã vạch CG. Đó, tiếp này. 11 tháng 8 2020. Thực sự là trên cả tuyệt vời. Không có từ ngữ để mô tả. Hai cái sản phẩm danh giá cao cấp, gọi là đỉnh cao về công nghệ, tối tân nhất của Crown. Gọi là hết từ để miêu tả. Và trên cái video này, trên dưới 10 phút Khang Minh demo, Khang Minh giới thiệu, và những cái video Khang Minh sẽ quay thêm những cái hình ảnh của hãng và những cái đường link. Đấy, để chúng ta xem tham khảo, chúng ta nắm bắt được nó. Bởi vì trên Việt Nam chắc chắn là chưa có cái model này xuất hiện. Chỉ có Khang Minh GB Bắc Linh. Mọi người cho Khang Minh một like. Và những cái chương trình preset của cái model này thì nó có rất là nhiều của những cặp loa GB đời cao. Chúng ta gọi ra, áp lên vào và cứ thế là chơi thôi. Crown Itech 4x3500 HD 4 kênh, danh giá nhất, cao cấp nhất và tối tân nhất về công nghệ của Crown, của tập đoàn Hackman Cả Đồng cho đến thời điểm hiện tại. Chúng ta cùng ngắm nhìn những cái độ đẹp, những cái sang trọng, cái mặt máy, cái thân máy, kể cả cái quai này nhá. Cái quai này nó khác với Crown Itech HD 5000, 9000, 12000. Nó to hơn, nó dày hơn. Đấy. To hơn, dày hơn rất là nhiều. Và cái màn hình LCD nhìn nó phê pha, nó đẳng cấp, nhìn nó sướng cực kỳ luôn. Đó. Quá là kỹ luôn. Các bác và quý anh em cho Khang Minh một like. Và mọi người quan tâm vui lòng liên hệ cho Khang Minh nha. Hoặc là các bác quý anh em cần sự tư vấn. Khang Minh xin chào thân ái và hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp lần sau. Chắc chắn rồi sẽ có những cái chương trình test âm để chúng ta cùng thưởng thức cái âm thanh đặc sắc của cái model 4 kênh này. 4x3500 HD Khang Minh GBL. Hi, my name is Eric Friedlander. I'm the business developer for the Tour of Sound here at Crown. I'd like to take a couple minutes to talk to you about our new Itech 4x3500 HD, our high-power 4-channel high-density amplifier. This amplifier is really evidence of Crown's commitment to uncompromising design and performance. Rồi, OK. Part of what makes that possible is our drive port technology, a chip that we developed at Texas Instruments to control our switching amplifiers.